Ngày 12 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam chủ trì buổi họp nghe các đơn vị báo cáo vướng mắt trong quá trình thực hiện công trình cầu Rạch Miễu 2 và đường gom đường vào cầu Rạch Miễu 2, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận và dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Cảnh. Đối với dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Thuận Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh đã bàn giao biên bản bàn giao mặt bằng gồm 5 đợt của 913 hộ trên 1093 hộ với diện tích khoảng 181,73 ha trên 216,2 ha chiếm tỷ lệ 84%, còn lại 180 hộ, 34,47 ha chưa ký biên bản bàn giao. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phục vụ khu công nghiệp Phú Thuận, huyện Bình Đại, có tổng diện tích quy hoạch là 48,24 ha Diện tích đất hộ dân tự cải tạo theo quy hoạch là 4,46 ha, diện tích đất thu hồi của hộ dân là 43,78 ha, diện tích đất đã bồi thường hỗ trợ là 38,53 ha trên 43,78 ha, 129 hộ trên 140 hộ, đạt khoảng 88% diện tích. Hiện tại còn 11 hộ dân trên 3 tuyến đường nối dài N1, N9, N14 đã phê duyệt phương án bồi thường nhưng chưa đồng ý nhận tiền. Đối với tiểu dự án giải phóng mặt bằng cầu rạch miễu 2, đến nay, thành phố Bến Tre đã bàn giao được 311 trên 317 hộ, đạt 98%, với chiều dài đoạn tuyến bàn giao khoảng 4,7 km trên 5 km, còn vướng mặt bằng khoảng 300 m liên quan đến 6 hộ dân. Các khó khăn vướng mắt của các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng xoay quanh vấn đề giá đất bồi thường. Sau khi nghe, xem xét và phân tích kiến nghị của từng trường hợp cụ thể, Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam đề nghị sở tài nguyên và môi trường và sở tài chánh chủ trì mời các sở ngành địa phương có liên quan họp ra soát lại các phương án giải quyết vướng mắt chọn một phương án tốt nhất đúng quy định pháp luật đảm bảo nguyên tắc không phát sinh vượt tổng mức đầu tư chung